xác định nguyên nhân sao nhí gạo tếp gạo tẻ qua đời, xót xa vì đã 3 ngày trôi qua chưa tìm thấy thi thể. Tối ngày 27 tháng 2, dàn sao Việt bàng hoàng khi hay tin diễn viên nhí Tần thủ vai Úc trong phim truyền hình Gạo nếp gạo tẻ đột ngột qua đời ở tuổi 19. Sau thông báo chia buồn của hàng loạt nghệ sĩ, nguyên nhân diễn viên Úc Bảo Bảo, biệt danh là Úc Khoa, qua đời khiến nhiều người quan tâm. Tầm 10 giờ trước, trên mạng xã hội đã xuất hiện bài đăng từ người thân của nam diễn viên bạc mệnh. Theo đó, người này cho biết Úc Bảo Bảo đã bị mất tích khi đang tắm biển ở Vũng Tàu vào hôm 25 tháng 2. Hiện tại sau gần 3 ngày, gia đình đã tìm thấy được thi thể của nam diễn viên nhí. Thông tin này khiến cộng đồng mạng và khán giả xót xa và gửi lời chia buồn đến gia đình Quyến. Chúng tôi đang liên lạc phía người nhà để tìm hiểu thêm về thông tin. Những tin buồn, Thúy Ngân từng đóng chung với Bảo Bảo trong phim Gạo nếp gạo tẻ bàng hoàng. Cô viết trên trang cá nhân: tạm biệt Úc Khoa, nhớ mãi nụ cười của em. Được bạn bè báo tin, đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn từng làm việc với Bảo Bảo trong phim Mặt trời con ở đâu 2018 nói: tôi rất sốc, không ngờ cháu ra đi quá sớm. Trong quá trình làm việc, cháu là cậu bé ngoan, giỏi và tài năng. Vai diễn khó nhưng cháu vượt qua mọi thử thách. Nhiều anh em trong nghề đều có chung nhận định như tôi.